con trai bà vang 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 bánh mì. Hả? Cũng là trend bánh mì nhưng rơi vào tay chị em bạn gì hội sao nhập ngũ thì nó lạ lắm. Thời gian gần đây, ca khúc Yêu anh đi, mẹ anh bán bánh mì của Phúc Du đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội top top. Thánh Lầy Diệu Nhi cùng hội chị em sao nhập ngũ dù đang vi vu ở trời Âu nhưng cũng bắt trend bằng được kiểu bán bánh mì. La 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 cho em. Chẳng la 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 gì. Chỉ la 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 về. Vì quá ố dề nên bà Nhi từ ca sĩ chính bị đẩy xuống làm dancer trong clip của Hậu Hoàng. Được biết sau nhiều mùa sao nhập ngũ thì team hội chị em Hậu Hoàng, Diệu Nhi, Khánh Vân, Dương Hoàng Yến, Kỳ Duyên và Nam Thư có lẽ là hội nhóm giữ được mối quan hệ tốt nhất. Trước đó trong MV Sẽ Anh Tới Đâu Em Theo Tới Đó của mình, Dương Hoàng Yến cũng mời hội chị em làm diễn viên. Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc nhây thì nhất của hội này giữa trời Âu với 8TV nhé. Cảnh cuối với diễn xuất siêu chất luôn. Like a 12. Ai là fan của mấy cô nàng này thì điểm danh cùng 8TV nha. Cũng đừng quên like, share, subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mỗi ngày.